Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 30 tháng 1 năm 2024, theo khảo sát, giá cá ếch lươn khu vực miền Tây xu hướng giảm. Tuy nhiên, tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, giá cá tra thương phẩm tiếp tục xu hướng tăng từ 27.000 đến 27.800 đồng 1 kg. Giá cá tra giống mẫu 30-35 con cũng tăng cao tại Tiền Giang, Cần Thơ, giá từ 35 đến 38.000 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Trà Vinh, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long xu hướng giảm nhẹ do lượng xuất bán ở Campuchia tăng cao, giá từ 28.000 đến 32.000 đồng 1 kg, size 500g trở lên. Cá lóc giống giá ổn định từ 90 đến 120.000 đồng trên kg. Ếch thịt tại khu vực Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ tiếp tục xu hướng giảm, giá từ 42 đến 44.000 đồng 1 kg. Giá ếch giống loại 5g một con có giá 70 đến 95.000 đồng 1 kg. Giá cá điêu hồng khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang có giá giảm nhẹ. Loại cá thịt 600g giá từ 27 đến 31.000 đồng 1 kg. Cá điêu hồng giống có giá từ 26 đến 27.000 đồng. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1 kg tại miền Tây, giá ổn định 35.000 đến 37.000 đồng 1 kg. Tại khu vực Đồng Tháp, giá cá rô phi giảm nhẹ từ 34 đến 36.000 đồng 1 kg loại cá thịt 500 đến 600g. Giá cá rô tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang loại cá thịt 3 đến 5 con 1 ký có giá tăng nhẹ 41.000 đến 43.000 đồng 1 kg. Giá cá thác lát tại Hậu Giang, An Giang xu hướng giảm, giá từ 68 đến 71.000 đồng 1 kg. Tại Hậu Giang và các tỉnh lân cận, giá lươn thịt đang ở mức thấp, giá dao động từ 75 đến 80.000 đồng 1 kg tùy cỡ và màu. Mời quý bà con tham khảo thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay, mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích, xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.